9 bài tập giúp cơ thể thư giãn chỉ với gậy massage thông minh này. Bài tập đầu tiên, nhẹ nhàng massage 10 lần trên đỉnh đầu, rồi đi dọc theo đỉnh đầu tới sau gáy với 30 lần liên tục, giữ nó sát với da đầu, kết hợp sử dụng tay với một lực tác động vừa phải. Sau đó đạt thông kinh mạch hai bên thái dương, giúp cho cơ thể được thư giãn, giảm căng thẳng và tăng hiệu quả công việc, cải thiện giấc ngủ cực kỳ hiệu quả. Đối với bài tập thứ tư này, rất phù hợp với những bạn gặp chứng đau mỏi cổ thường xuyên, vừa dễ chịu mà vừa thoải mái. Đồng thời, nó cũng được sử dụng như đồ đấm lưng, tiện lợi và cực kỳ đa năng, mặc dù sử dụng nó lúc đầu sẽ cảm thấy rất đau, nhưng hoàn toàn thư giãn, giống như một gánh nặng đã được trút bỏ trên vai, cực kỳ thoải mái và dễ chịu. Tiếp theo là bài tập số 6, mỗi ngày 50 lần, giúp giảm căng cơ và tăng khả năng phục hồi cơ hiệu quả, giúp nhanh gấp 5 lần so với phương pháp tập luyện thông thường. Đặc biệt nhất là bài tập số 7 này, giúp các chị em có thể tạo được vòng eo vô cùng quyến rũ và săn chắc, đồng thời định hình vòng eo, giúp vùng bụng được thon gọn, thoải mái mặc đồ khoe eo cực kỳ đẹp mắt. Cuối cùng là hai bài tập massage bắp đùi và bắp chân, rất phù hợp với những người vận động thường xuyên. Nó sẽ giúp phục hồi cơ và thư giãn cơ cực kỳ thoải mái và dễ chịu. Mỗi ngày 30 phút giúp cải thiện sức khỏe được tốt hơn, giúp đánh bay cơn mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, tiện lợi và vô cùng thông minh. Bác nào thích, mua ngay dưới đường link video này nha.